Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của VTV và Radio. Chúng tôi xin phép quay trở lại với một lá thư của vị khán giả tên là Thu Nguyễn sống tại Dallas. Thì Nhung nhận vào ngày 12 tháng 7 bằng bưu điện. Kính gửi cô Hồ Quang, tôi tên là Thu Nguyễn, là nữ. Thiếu 2 tháng là tôi được 64 tuổi, đã có quốc tịch. Cũng có đi làm nhưng vì sức khỏe nên tôi được hưởng trợ cấp SSI và được sự trợ giúp của chương trình Medical Transportation khi đi bác sĩ. Tôi chẳng may xe người đã chở tôi đi On Time Transit LLC bị tai nạn và tôi bị thương rất nặng. Tôi đã được đưa vào emergency và bệnh viện 3 ngày. Khi xuất viện về nhà thì tôi rất yếu, phải nằm ở trên giường. Việc sinh hoạt rất khó khăn và đau đớn. Bác sĩ tại bệnh viện hẹn 2 tuần thì tôi đi tái khám. Nhưng đến ngày hẹn tái khám thì phòng của bác sĩ không nhận Medicaid. Tôi phải trở về nhà và gọi cho chương trình bảo hiểm và nơi làm cho tôi bị tai nạn. Thì họ chỉ cho tôi liên lạc nhiều nơi nhưng vẫn không có sự giải đáp. Sức khỏe tôi rất trầm trọng. Vậy tôi có nên nhờ luật sư can thiệp để xin bồi thường không? Và nếu được bồi thường thì tôi có bị ảnh hưởng đến tiền trợ cấp SSI không? Và nếu bị cắt SSI thì đến năm tôi được 65 tuổi, tôi có thể xin được tiền già không? Và nếu tôi không đòi hỏi bồi thường thì ai sẽ giúp đỡ, chữa trị, chăm sóc cho tôi trong những tháng ngày tôi bị thương tật nặng từ accident này? Bà cũng có mở ngoặc, đó là cái accident này thì do cái người lái xe của chương trình bảo hiểm gây ra. Và tôi sẽ sống như thế nào? Kính xin cô Hồ Quang vui lòng giúp đỡ, hướng dẫn để tôi được hiểu rõ ràng hơn. Cảm ơn cô rất nhiều. Đã bệnh mà đi xe, bác sĩ mà còn bị tai nạn. Gọi là họa vô đơn chí hả cô? I'm sorry. Nhưng mà như thế này. Cái cơ quan cung cấp dịch vụ di chuyển cho những người bệnh tật, họ có một cái cơ quan hẳn hoi. Thì nếu mà cái người nhân viên mình nói ở đây là cái người mà chở mình đi đó không may vướng vào một cái tai nạn và ảnh hưởng đến bản thân mình, thì ngay lúc đó không biết bà Thu có nhận được một cái báo cáo, một cái police report về cái tình trạng đụng xe đó hay không. Và trên nguyên tắc thì cái cơ quan đó phải chịu trách nhiệm những cái chi phí về chăm sóc y tế. Bà có đề cập đến cái chuyện mà bồi thường. Vâng, nếu mà có một số tiền bồi thường thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến SSI. Người ta thấy có số tiền bồi thường là người ta coi như là thu nhập và tài sản của mình. Rồi năm nay bà 64 tuổi, bà có một cái suy nghĩ, không biết tới khi mình được 65 mình có xin tiền già được hay không. Tôi đã có lần thưa với quý vị thính giả và khán giả rằng SSI là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung, mà trong đó có nhiều thành phần sẽ đủ điều kiện để hưởng. Thành phần thứ nhất là những người cao niên, thành phần thứ hai là những người tàn tật, và thành phần thứ ba là những người mù lòa. Thì một khi mình đã gia nhập, mình đã ghi danh và được chấp nhận trong cái chương trình SSI thì từ 60 hay là 64 hay 65 hay nhiều tuổi hơn nữa, chúng ta sẽ không thấy có sự khác biệt giữa tàn tật và tuổi già. Và tại vì ba thành phần đó đủ điều kiện, thì một, mình đã bắt đầu bằng là người tàn tật thì tới tiền già mình cũng không có, tới 65 tuổi mình không có phải lo hay mình không phải cần để xin vào tiền già. Này, nói về cái chuyện mà bà lo ngại vấn đề Medicaid, tôi đồng ý với bà, đó là điều lo ngại chính đáng. Đi bác sĩ để được điều trị thì có một số bác sĩ không nhận điều trị bệnh nhân Medicaid. Phương cách thứ nhất, khi ở đây có Medicaid thì nó cũng có cái Medicaid, nhất là bà cư ngụ ở vùng Dallas, nó có cái Medicaid Star Plus là Managed Care, đó là mình nằm ở dưới một cái chương trình y tế. Thì ở hạt Dallas có Molina và Superior, thì bà ghi danh, đã ghi danh rồi vào một trong hai chương trình đó, thì bà sẽ cần hỏi cái người mà đại diện cho cái health plan đó, hỏi rằng bây giờ
cái bệnh của tôi như vậy, mà cái vị bác sĩ này mà tôi muốn đi thăm, ông không có nhận bệnh nhân Medicaid. Cho tôi biết cái mạng lưới những vị bác sĩ nằm trong cái danh sách của quý vị đưa ra, để từ đó tôi có thể làm cuộc hẹn để được điều trị. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ nhì, vâng, bà có toàn quyền để mà tranh tụng trong cái vấn đề accident, cái tai nạn đó, thì cái người chắc chắn là cái người tài xế mà lái xe cho một cái cơ quan, thì cái cơ quan đó đã phải mua cái car insurance, là cái bảo hiểm xe cộ, cho cái người nhân viên đó rồi. Thì bà cần liên lạc với cái công ty mà cung cấp dịch vụ di chuyển, nói rằng bây giờ tôi không có cần bồi thường gì hết, tôi chỉ muốn được chăm sóc với cái tình trạng sức khỏe mà sa sút của tôi sau khi tôi bị vướng vào cái tai nạn xe cộ này. Thì cái chính là bà được chăm sóc, mà bên cái insurance của cái cơ quan cung cấp dịch vụ di chuyển đó, thì tương đối họ sẽ rộng rãi hơn, là không có giới hạn trong một cái network, trong cái mạng lưới như cái health plan của Medicaid. Thì bà chỉ cần được đi chăm sóc thôi, bên đây mình giữ nguyên cái số tiền SSI, khi nào họ chăm sóc mình tốt, mình hết bệnh thì thôi, cảm ơn. Cái đó là cái. Còn nếu mà bà nhận được, nếu mà bà thưa kiện để mà nói rằng tôi bị thương tật như vậy, thì quý vị phải bảo bồi hoàn cho tôi, bồi thường, đúng không? Bồi thường cho tôi một số tiền nào đó, kết quả của cái chuyện mà tôi bị tai nạn. Thì cái số tiền bà nhận tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà nếu trên 2.000 thì sẽ tính là tài sản của bà trên cái chi phiếu SSI. Và nếu mà mất cái chi phiếu SSI, bà sẽ luôn mất luôn Medicaid. Mặc dù nghe cô phân tích rất là chi tiết, thì Dung cũng rất là hiểu những cái từng bước vậy, nhưng mà nghe có một vẻ gì nó không có được công bằng ha, không được công bằng đối với bà. Tại vì rõ ràng là bà bị tai nạn, và bây giờ bồi thường, nếu bà nhận bồi thường thì bà lại bị mất cái tiền SSI. Và nếu mà mất như vậy thì bao lâu thì bà sẽ xin lại được? Trừ phi là, tôi lấy thí dụ bà nhận được cái số tiền bồi thường là 10.000 đô la. Cái tháng mà bà cash cái chi phiếu đó, cái số tiền đó là thu nhập của bà. Nếu mà để qua tháng sau, cái số tiền đó sẽ trở thành tài sản của bà. Bà có thể, nếu trong tình trạng bệnh tật như vậy, đi đứng khó khăn, bà có thể bà dùng cái số tiền 10.000 đó, bà trang bị lại căn nhà, remodel căn nhà cho phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của bà. Nếu bà có phải đi xe lăn, thì bà có thể mua cái xe lăn. Thì bây giờ mình nói là cái xe lăn mà mình lăn đó nó mỏi tay quá, mình có thể mình mua cái scooter. Thì cái đó là một trong những thứ mình có thể chi tiêu. Bà có thể trang bị lại cái phòng tắm, mở cửa rộng ra, rồi đổi một cái xe, đổi một cái xe vân vân. Bà nói bà không lái xe, em đi phải đi bằng con. Thì hay là trong phòng tắm mình, thay vì phải bước qua cái bồn tắm, thì mình xây cái shower, mình bước vô thôi. Rồi phải có cái bên này dịnh, bên kia dịnh, tại mình yếu rồi. Rồi ở ngoài cửa vô nhà, nếu mà mình phải sử dụng xe lăn, thì mình xây cái ramp, là cái đường mà dốc lên đó, để mình vô nhà cho dễ. Thì tất cả những cái chi phí đó bà nhớ lưu lại cái biên nhận. Rồi cái khi mà bà xài nó xuống với cái mức 2.000, thì bà tới Sở An sinh Xã hội cho biết, vâng, tôi có 10.000, nhưng mà đây là những cái chi phí, những cái vật mà tôi đã mua sắm để phục vụ cho cái tình trạng sức khỏe của tôi. Thì người ta sẽ tái cứu xét. Dạ, thì Nhung cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều, đã đưa ra rất nhiều các phương án, các cái cách để mà bà có thể có lại được SSI trong thời gian sớm nhất. Chắc chắn là sẽ có lại nếu như bà phải trưng ra được những giấy tờ gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà đi mua cục hộp sàng là không được nha. Nhưng mà còn một cái cách nữa thì bây giờ, hồi nãy cô cũng nói là nếu mà nhận được bồi thường như vậy, điều đó có nghĩa là những cái dịch vụ chăm sóc bà trong lúc bệnh là coi như người ta là xong rồi đó. Người ta dừng ở cái mức bồi thường, và bà phải sử dụng số tiền đó để bà tự lo cho người phục vụ mình hoặc là thú mang cho mình sau này, đúng không ạ? Thì bây giờ mình... Không, nhưng mà như thế này. Đối với Medicaid á,
là Medicaid không những cung cấp dịch vụ y tế mà Medicaid còn cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn. Thì với cái tình trạng của bà, với cái health plan bà đang có, bà có thể gọi cái chỗ health plan của bà để yêu cầu có người tới chăm sóc cho bà tại gia. Dạ. Vậy thì giữa hai cách đi, giữa hai cách là thứ nhất bà xin bồi thường để rồi bà mất SSI và mất không lâu nếu như bà trưng ra được những giấy tờ đó và sau đó có thể xin lại được SSI. Một cái cách nữa là bà vẫn lãnh SSI nhưng mà bà mong muốn bà kiện để người ta giúp cho mình những cái chăm sóc y tế cho đến khi mình khỏe hẳn. Thì nếu như cô chọn cái nào ạ? Tới ngã tư quẹo trên nào tôi đi đụng xe tôi tính tiếp. Cô Hồ Quang không bao giờ mà đưa ra cho Thi Nhung mỗi quyết định nào hết. Nhưng mà thời lượng thì của mình cũng đã hết rồi. Thi Nhung mong là quý vị vị khán giả vừa rồi cũng nghe được câu trả lời từ phía cô Angie Hồ Quang và có đưa ra cho mình một cái quyết định hợp lý nhất với hoàn cảnh của mình. Và mong quý vị vẫn tiếp tục gửi thư cho chúng tôi nếu như quý vị có những thắc mắc gì về chương trình An sinh xã hội. Quý vị có thể gửi thư ở địa chỉ ansinhxãhoi@vfd.com hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 East Arapaho, Richardson, Texas 75081. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã cùng đi với chúng tôi suốt buổi phát hành ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị trong lần phát hành kỳ tới. Xin kính chào.